Đài Truyền hình Việt Nam. Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với em Thu mà còn là niềm tự hào cho học sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tháng 10 năm 2011 của VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam ghi nhận em Nguyễn Tài Thu, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn đã đạt 390 điểm, điểm số cao nhất từ khi có chương trình này cho đến nay. Với kết quả giải nhất tuần, nhất tháng và được tham gia thi quý, đặc biệt là đạt điểm cao nhất trong 12 năm qua của Nguyễn Tài Thu, không chỉ là niềm tự hào cho bản thân em mà còn là niềm tự hào cho học sinh tỉnh Lạng Sơn. Điều đáng nói, không chỉ đạt thành tích cao tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Tài Thu đang học lớp 12A, lớp chuyên toán của trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, còn là một học sinh giỏi toàn diện. Tất cả các môn học em đều đạt điểm tuyệt đối. Mặc dù học chuyên toán, nhưng các môn xã hội, nhất là môn văn, em luôn đạt điểm 10. Tôi nhận thấy rằng là em Tài Thu là một học sinh mà có khả năng học bộ môn ngữ văn rất tốt. Bởi vì ngoài cái tư duy rất thông minh của học sinh chuyên toán, thì em có khả năng tự đọc và tự học rất nhiều những kiến thức ở trong và cả ngoài nhà trường. Những giờ học mà tôi dạy trên lớp do cái thời gian tương đối hạn chế, nhưng mà vì em ấy đã có cái ý thức tự học từ trước hoặc là đọc những cái sách hoặc tư liệu tham khảo từ trước, cho nên là những kiến thức mà em nắm bắt được rất nhiều và rất là sâu sắc. Em thấy bạn Thu rất là giỏi ạ. Bạn học đều các môn, và nhất là các môn tự nhiên thì bạn luôn tìm ra những cách giải mới và sáng tạo. Vừa rồi thì bạn đã thi Olympia, bạn đã đạt một số điểm rất là cao, chúng em rất là ngưỡng mộ bạn ạ. Thành tích học tập của em Nguyễn Tài Thu còn đáng nể hơn là từ lớp 6 đến lớp 11, em đều là học sinh giỏi toàn diện, đã đạt nhiều danh hiệu học sinh giỏi các cấp. Đặc biệt năm ngoái, không chỉ đạt giải 3 môn toán của lớp 11, mà đang học lớp 11, em đã dự thi học sinh giỏi toán của lớp 12 và em đã đạt giải 3 môn toán của kỳ thi học sinh giỏi lớp 12. Thành tích học tập của Thu chủ yếu là học ở trên lớp và tự học ở nhà, chưa bao giờ Tài Thu đi học thêm. Tinh thần yếu học của Nguyễn Tài Thu còn thể hiện ở chỗ nhà em ở khối 1 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, cách trường hơn 5 km, nhưng chưa bao giờ em đi học muộn. Không chỉ học giỏi, Nguyễn Tài Thu còn là một người con ngoan, hiếu thảo. Hoàn cảnh kinh tế gia đình em còn rất khó khăn, bố mẹ em không có việc làm ổn định, mẹ buôn bán nhỏ, bố chạy xe ôm phải nuôi hai anh em ăn học. Trong đó, anh trai của Thu đang học đại học tại Thái Nguyên. Hàng ngày ngoài giờ lên lớp, em dành nhiều thời gian để làm hết việc nhà giúp bố mẹ yên tâm đi làm. Tất cả thời gian còn lại em dành cho việc tự học. Phương pháp học tập của Tài Thu rất đơn giản là nắm chắc bài giảng trên lớp, về nhà ôn lại và chuẩn bị bài mới. Góc học tập của em chỉ là một chiếc bàn nhựa và hai chiếc ghế nhựa với rất nhiều sách vở được xếp gọn gàng. Phương pháp tập em thực ra cũng rất đơn giản. Do hoàn cảnh gia đình nhà em khó khăn, không có điện học thêm như các bạn, nên phương pháp học tập chủ yếu em là ở trên lớp. Trên lớp thì em rất chăm chú các thầy cô nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ. Khi về nhà, sau khi giúp bố mẹ hoàn thành các công việc trong nhà thì em dành ra 8 tiếng để học cho mình một cách tự giác. Trong 1 tiếng đầu tiên thì em hoàn thành đầy đủ các bài tập trên lớp, hoàn thành các nhiệm vụ mà các thầy cô giáo đã giao và chuẩn bị bài mới. Trong 2 tiếng tiếp theo thì em học những môn thuộc chuyên ngành của mình và những môn mình yêu thích. Trong 2 tiếng cuối cùng thì em học tập các kiến thức xã hội qua sách báo, TV, vân vân. Và để đạt được kết quả tốt như ngày hôm nay thì em cần phải tích lũy cho mình rất nhiều kinh nghiệm. Và để có được những kinh nghiệm đó thì em đã tự mình tham gia các cuộc thi. Mặc dù có những cuộc thi thất bại, cũng có những cuộc thi thành công, nhưng em đã tích lũy cho mình được nhiều kinh nghiệm. Cùng với việc ham học, Nguyễn Tài Thu còn có đam mê đá bóng và chơi cờ tướng từ khi học trung học cơ sở. Em đã đạt giải nhất môn cờ tướng lứa tuổi trung học cơ sở và giải nhất môn cờ tướng tại Hội Khỏe Phụ Đồng của thành phố Lạng Sơn. Nguyễn Tài Thu không chỉ là niềm vinh dự của gia đình, nhà trường, mà còn là niềm vinh dự của cả khu phố. Em là học sinh tiêu biểu được nhà trường khối phố biểu dương và nêu gương để các em học sinh khác noi theo. Trong cái khối 1 chúng tôi, trong những năm qua, thì cũng có rất nhiều học sinh giỏi, đạt được học sinh giỏi ở các cấp. Nhưng đặc biệt, gia đình anh Nguyễn Văn Lương, hiện nay là chi hội phó, chi hội cựu chiến binh của khối 1 chúng tôi, thì đã nuôi dưỡng và dạy dỗ cháu Nguyễn Tài Thu. Chúng tôi cho đây là một cái điển hình về cái phong trào học tập. Chúng tôi sẽ nhân rộng, động viên và nhân rộng các cháu học sinh các cấp sẽ noi theo tấm gương của cháu Nguyễn Tài Thu. Em rất
vui và tự hào vì lớp có một bạn học giỏi như bạn Thu. Bạn học giỏi đều tất cả các môn và chúng em ở trong lớp thì đều thấy coi bạn như là một tấm gương sáng trong học tập và chúng em sẽ cố gắng thi đua phấn đấu để học tập tốt hơn ạ. Với những kết quả đã đạt được, không chỉ là hành trang để Nguyễn Tài Thu học tập tốt hơn, mà còn là một học sinh tiêu biểu, góp phần phát triển phong trào vượt khó học giỏi của trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An. Những gương học sinh tiêu biểu như Nguyễn Tài Thu không chỉ là niềm tự hào cho học sinh của trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An, mà còn là nhân tố kích thích phong trào thi đua học tập, phát huy ý thức, nghị lực vươn lên để lĩnh hội tri thức của học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An nói riêng, học sinh trên địa bàn tỉnh nói chung. Chương trình Thời sự trưa thứ ba ngày 25 tháng 10 xin được tiếp tục với một số thông tin khác. Ban chỉ huy